Anh thì đưa vào tay cái đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà. Và trước khi đến cái buổi chia sẻ Zoom sáng ngày hôm nay thì em Nam dành ra một phút để có thể giới thiệu về bản thân mình, và cũng có một tháng đều đặn một lần thì em Nam lại được xuất hiện trên Zoom để có thể chia sẻ cho anh các chị về những cái kiến thức trong ngành kinh doanh của chúng ta. Và lời đầu tiên thì em Nam muốn giới thiệu là họ tên đầy đủ là Phạm Hải Nam, sinh năm 1997, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và khi bước chân vào cái môi trường Sibri, đặc biệt là Happy Group, thì anh em luôn cảm thấy là hạnh phúc từng giây từng phút từng giờ, bởi vì vào đây thì là một môi trường tuyệt vời để mình có thể phát triển bản thân từng ngày. Và chúng ta biết rằng là quá trình thay đổi bản thân đó là một quá trình trải ra một quá trình rất là nhiều năm, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ cần đấy là cứ mỗi ngày chúng ta tốt hơn một chút so với ngày hôm qua, đó là đã điều thành công của chúng ta rồi. Và bao nhiêu trong số anh các chị sẵn sàng cho cái buổi học hôm nay thì chúng ta có thể giơ ngón tay cái để chúng ta bắt đầu luôn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà. Sau đây thì ngày hôm nay có một cái chủ đề mà em Nam muốn chia sẻ với mọi người, đó là bốn kiểu người và bốn giai đoạn trong kinh doanh MLM. Thì sau khi nghe xong cái bài chia sẻ này thì chúng ta sẽ hãy nhận định là chúng ta đang ở kiểu người số mấy và chúng ta đang ở giai đoạn số mấy nhé. Rồi, mọi người chờ em Nam một chút để em Nam có thể chia sẻ với mình. Rồi, ok nó. Rồi, ok ạ. À, mọi người có nhìn thấy màn hình của em Nam chia sẻ không ạ? Nếu có nhìn thấy thì có thể giơ ngón tay cái được không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và cái chủ đề ngày hôm nay mà em Nam muốn chia sẻ với mọi người đó là bốn kiểu người và bốn giai đoạn trong kinh doanh MLM. Và sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nghiêm túc hơn về bản thân mình, là hiện tại chúng ta đang ở kiểu người số mấy và hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn số mấy, đúng không ạ? Rồi ạ. Kiểu người đầu tiên mà em Nam muốn nói đến trong ngành kinh doanh MLM đó chính là một người làm chuyên nghiệp nhưng tư duy bán chuyên nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng Vi phân tích là thì với kiểu người số 1 này thì họ có những đặc điểm gì, và anh chị sẽ nhận định xem là mình có thuộc cái kiểu người số 1 này không. Đầu tiên ạ, đầu tiên đó là kiểu người làm chuyên nghiệp nhưng tư duy bán chuyên nghiệp. Đặc điểm đầu tiên đó là đây mà là một nhóm người chiếm số lượng lớn trong ngành kinh doanh MLM. Đặc điểm thứ hai đó là xuất phát điểm họ đều là những người có một công việc ổn định. Anh chị nhớ nhá, anh chị nhớ hãy nhớ cái từ khóa mà em Nam đã in đậm lên, đúng không? Những người làm kinh doanh em thường là những người làm chuyên nghiệp nhưng có tư duy bán chuyên nghiệp. Đầu tiên đó là họ người chiếm số lượng lớn trong ngành kinh doanh em. Thứ hai là họ có một xuất phát điểm là họ đã có một công việc ổn định và họ đến với cái ngành kinh doanh này với mục đích làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Bởi vì họ xác định là cái đến với ngành kinh doanh này họ làm bán thời gian nên tư duy của họ cũng sẽ chưa được chuyên nghiệp. Vậy thì tức là khi mà họ cảm xúc, khi mà cái năng lượng của họ được đẩy lên mức đỉnh cao thì họ sẽ rất hết mình với công việc này. Nhưng khi mà họ bị tụt cảm xúc, khi đi chia sẻ gặp khách hàng bị từ chối hay có bất kỳ một điều gì mà cảm thấy họ không vừa lòng thì chắc chắn họ sẽ bị tụt cảm xúc luôn. Vậy thì khi với những người như này thì họ có một cái điểm yếu là họ hứng lên thì làm và không thì thôi, tức là phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc. Anh chị biết rằng là cái thế giới bên trong, đúng không ạ, nó quyết định cái bên ngoài. Vậy khi mà những người này thì thường người ta chỉ có năng lượng bên ngoài thôi, tức là lúc nào họ rất là hừng hực, có nghĩa là chúng ta nhận ra được luôn khi mà họ cảm thấy họ rất là vui và họ thấy có một cái điều gì đó khích lệ thì họ mới sẵn sàng làm, còn nếu không thì người ta vẫn cứ bình bình thế thôi. Vậy em Nam xin dừng lại một chút nhé. Vậy ở trong Zoom này có ai đang ở người số 1 không ạ? Có thể bật mic, có thể bật mic chia sẻ cho em Nam được không? Em Nam mở mic cho mọi người nhé. Trong cái Zoom này thì mọi người ai đang ở người số 1 không? Có ai đang ở kiểu người số 1 là mình mới là, mặc dù mình xác định này là công việc là làm thêm đúng không? Mình hứng lên thì làm, mình không hứng thì thôi. Có ai đang ở kiểu người số 1 không ạ? Có thể bật mic chia sẻ đúng không ạ? Nhưng mà cứ trung thực. Mọi người cứ trung thực đi ạ, bởi vì là ở đây thì chúng ta gọi là... Tôi Hải Phạm. Xin mời anh Hải Phạm ạ. Rồi, cảm ơn Hải Nam cho mình chia sẻ. Cả nhà nghe nói rõ trong cái nào. Đúng là thực sự là mình đã từng ở trong cái khoảng thời gian mà mình làm bán chuyên nghiệp đấy cả nhà, bán chuyên nghiệp đúng không ạ, gọi là làm nghiệp dư đó cả nhà, làm nghiệp dư. Đây là mình đang chuyển sang là từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp đấy cả nhà, nên là phải thú thật cả nhà là thời gian mà Hải mới tham gia lúc đầu các anh chị cũng là mình tham gia nhưng mà cái năng lượng nó không có đều các anh chị, nó không có đều đúng không ạ. Đấy, thực sự là như thế, nên là ai cũng thế thôi cả nhà. Nên là bắt đầu khi mà mình tham gia ở đây, mình được học, thì
thì mình bắt đầu mình mới thay đổi từ cái người mà làm chưa chuyên nghiệp sang chuyên nghiệp, đúng không? Nó thể hiện từ những người mà từ cách mình tham gia là cả nhà. Đầu tiên thì mình cũng tham gia nhưng mà mình không có bật Zoom, đúng không ạ? Vào Zoom buổi sáng không có đều, hay là tham gia Zoom nhưng mà lại đầu tiên là không dám bật camera. Ngày xưa là khi mà tham gia cũng không dám bật camera, rồi cũng không dám xuất hiện, rồi là khi mà tham gia Zoom ấy thì cũng đúng không ạ, cũng rất là cũng không để yên một chỗ luôn cả nhà, cũng loay hoay, đúng không ạ? Đấy, rồi là thậm chí là có những hôm còn tắt camera rồi trốn đi ngủ nữa cả nhà. Đấy, các anh chị nào cũng từng như thế không? Đó là người làm bán chuyên nghiệp các anh chị đó. Ngày xưa mình cũng từng như thế các anh chị, nên là cho đến khi mà mình nhận ra là phải chuyên nghiệp thì mới có kết quả được. Nên là ngày hôm nay chủ đề mà thủ lĩnh Hải Nam chia sẻ rất là hay đấy cả nhà, đúng không cả nhà? Rồi, cảm ơn thủ lĩnh Hải Nam cho Hải chia sẻ, cảm ơn tất cả nhà đã nghe. Ok, cảm ơn anh Hải Nam rất nhiều. Và em liên quan rằng là kiến thức của bài học ngày hôm nay thì khá là hay, thì mọi người nên là chuẩn bị cho mình một cái quyển vở nhé và một cái bút để chúng ta có thể take note lại, và sau này kiến thức nó chúng ta thấy hữu ích thì chúng ta có thể quay về chúng ta đào tạo cho đội ngũ của chúng ta. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tương tác. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem là cái kiểu người thứ hai rất là kiểu người như thế nào mọi người nhé. Rồi một chào em Nam một chút, nó đang hơi rồi đây là kiểu người đầu tiên đó. Rồi chúng ta sẽ đến với kiểu người thứ hai, đó chính là một người làm bán chuyên nghiệp nhưng tư duy họ rất là chuyên nghiệp. Chúng ta nhớ nhé, chúng ta để ý này, là kiểu người thứ hai đó chính là một người làm bán chuyên nghiệp nhưng tư duy họ chuyên nghiệp. Thì đặc điểm của những người này là gì ạ? Thứ nhất đó là họ là những người làm công ăn lương, làm công ăn lương. Đặc điểm thứ hai là tại môi trường họ đang làm việc thì họ không có cái cơ hội để thăng tiến và không có cơ hội để phát triển bản thân. Đặc điểm thứ ba là những người này thì họ luôn chủ động đi tìm kiếm cơ hội, và khi nhìn thấy cơ hội thì họ sẵn sàng đón nhận, bởi vì lòng họ luôn ở trong thế chủ động mà mọi người. Thế là khi mà họ nhìn thấy được cơ hội thì họ luôn sẵn sàng đón nhận, và họ sẽ không đưa lên bàn cân để đo đo là được mất đâu ạ, bởi vì là họ có một cái tư duy rất là chuyên nghiệp. Thế nên là khi mà có một cơ hội mà họ nhìn thấy cơ hội đấy là cái cơ hội tốt dành cho họ thì họ sẽ sẵn sàng đón nhận và họ bắt tay ngay vào làm, và họ nhận ra rằng là đây thật sự là một công cụ tốt. Họ nhìn thấy con đường đi phía trước, nhìn thấy họ có thể giúp họ phát triển bản thân và giúp họ có một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Và cuối cùng là họ có một đặc điểm là họ rất nghiêm túc với công việc này. Ngay từ cái tên chúng ta đã nói rằng là họ là cũng có một người là tư duy rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Vậy tư duy chuyên nghiệp thì họ rất nghiêm túc với bất kỳ một cơ hội nào mà người khác mang đến. Họ chưa hề biết là cơ hội đấy khó được như thế nào, mất như thế nào, nhưng có một cơ hội thì họ luôn sẵn sàng đón nhận và họ rất nghiêm túc. Đó là đặc điểm của người thứ hai. Vậy thì cứ kết thúc một kiểu người thì em Nam lại dành cho mọi người một thời gian để mọi người có thể chia sẻ nhé. Vậy thì mọi người đã trong Zoom có ai đang ở kiểu người số 2 không ạ? Chúng ta vào đây chúng ta là một người làm công ăn lương, và khi được một ai đó chia sẻ cái cơ hội CV này cho mình sẵn sàng đón nhận luôn. Mình không có cân đo đong đếm mà mình được cái gì, mất cái gì ở đây. Mình sẵn sàng mình quyết định mình làm luôn. Thì có ai đang ở kiểu người số 2 này có thể bật mic chia sẻ được không ạ? Em Nam bật mic cho mọi người nhé. Rồi em đang bật mic rồi đó, mọi người có thể chia sẻ lại ai đang rồi nói. Tôi Trịnh Thu. Vâng, xin mời chú Trịnh Đăng Thu ạ. Vâng, xin chào hai thủ lĩnh là Vĩ Gia, Tạm Hưng, Đặng Việt Phương, và xin chào tất cả các chị em Zoom. Thì đến lúc kiểu người thứ hai tức là những người làm công ăn lương và nhưng mà tư duy từ chuyên nghiệp đó. Thì cái này tôi cứ điểm nhận là tôi đúng là cái người thuộc người thứ hai. Vì thực ra là tôi cũng là cái công việc làm công ăn lương thì tôi cũng đã tính rồi. Nhưng mà sau đó tôi đi làm thêm một số việc. Nhưng tôi thấy là cái những việc mình làm thêm là nó không đem lại cái hiệu quả nhiều. Và tôi luôn luôn đi tìm kiếm một cái việc gì đó. Nhất là có cái việc gì mà ngồi tại nhà hàng như hôm nay chúng ta mà giao lưu với Zoom hoặc là chúng ta đi dành trên mạng rất cực kỳ. Và trong cái đó là tôi đang chủ động một tí tìm cho mình một cái giải pháp chăm sóc sức khỏe. Thì đồng thời với giải pháp để tôi khi nắm bắt được mọi người chia sẻ thì khoảng là 1-2 ngày là tôi đã tiếp nhận cái công việc này. Và từ khi tiếp nhận công việc này là mặc dù là ví dụ như buổi Zoom ấy, hồi trước là khi mới này thì chúng ta chưa có các buổi Zoom sáng này, thì đến các cái buổi Zoom ví dụ thường buổi tối nếu mà cái người hướng dẫn tôi ấy, là giới thiệu tôi vào làm việc CV ấy, mà không tin tôi là tôi cũng sẽ có mặt trong buổi Zoom. Và lúc đầu là tôi thực ra tôi cũng là cũng chưa biết cái gì về Zoom và không biết được đây họ nói cái gì mà mình nói cái gì, thì tôi cứ tập trung lắng nghe các thứ rồi là để mình xem một cái công việc ở đây nó như thế nào và tại sao là nhiều người vào như thế này đấy. Vì qua những lần là bạn ấy chia sẻ
hôm nay là rất đông, khoảng 3.000 người mà đúng thật, ví dụ là Zoom S69 thì có mấy lần tôi vào không được, cho nên sau này tôi biết kinh nghiệm tôi cứ vào sớm với S69 khoảng là 10-15 phút. Ví dụ như các anh chị đây, ví dụ ai mà đứng vào phòng trong với S69 thì ta nên vào sớm là 10-15 phút, chắc chắn là vào được phòng trong. Đấy, cho nên là các anh chị nếu mà muốn vào chia sẻ với đối ấy, tôi đã tiến nhận ra thế rồi. Và trong quá trình học tập là tôi cũng ghi chép, thực ra là tôi đã ghi chép đã mấy quyển sổ rồi, mấy quyển sách rồi, và mình ghi xong là tôi còn xem lại, và tôi còn cái dấu ích nào dấu tôi còn xem các video của Trương Duy Cường hay là của hệ thống app của chúng ta. Thì vào đây là tôi nhận được rất nhiều giá trị. Thứ nhất là tôi cải thiện được sức khỏe của bản thân, thì mặc dù cái tuổi này mà giờ tôi rất khỏe, hầu như ví dụ tôi mà đi xe máy từ đây về trên 50 cây số tôi vừa đi về, tôi nghỉ 45 phút tôi lại tiếp tục xuống thành phố Thanh Hóa luôn. Đấy, thì đó là cái kinh nghiệm của tôi, là cái vào đây ngoài cái việc mình cải thiện sức khỏe là mình còn giúp đỡ được cho rất nhiều người, cho gia đình mình, cho tất cả mọi người anh em, bạn bè và tất cả mọi người trong cộng đồng. Vâng, tôi xin cảm ơn là mọi người đã lắng nghe tôi chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú Trịnh Đăng Thu ạ. Em Nam xin mời một ý kiến chia sẻ khác. Có ai mình đang ở kiểu người số 2 gọi là mình là một người làm công ăn lương, và khi biết đến cái cơ hội CB này thì mình rất là hoan hỉ đón nhận, đúng không ạ? Ta đón nhận luôn và chúng ta bắt tay vào làm lưới luôn ạ. Ai có thể bật mic chia sẻ là mình đang ở kiểu người số 2 này không? Có thể chia sẻ một chút về cái trải nghiệm của mình khi mình biết đến cái cơ hội CV như thế này, thì khi được chia sẻ cơ hội đó thì mình có đưa lên bàn cân để mình cân nong đo đếm không? Mình có suy nghĩ được mất không? Hay là khi được chia sẻ thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta quyết định và chúng ta hợp tác luôn ạ? Mọi người có thể bật mic đúng không ạ? Ai có thể bật mic được không ạ? Em mong muốn nghe ý kiến chia sẻ của mọi người. Tôi hiện đó. À vâng, xin mời chị Hiền Đỗ ạ. Xin chào thủ lĩnh và quốc gia, xin chào em thủ lĩnh tương lai Hải Lan nhé. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Tôi xin chia sẻ về tại sao mà khi mà biết đến cái cơ hội Siberia thì không có đưa lên bàn cân đong đo đong đếm. Tại vì là trong cái suốt thời gian làm công ăn lương ấy thì tôi đã luôn luôn đi tìm kiếm cho mình một cái công việc hay một cơ hội để thay đổi. Tại vì trong cái công việc làm công ăn lương thì thực sự là nó quá vất vả. Và trong cái thời gian nào ấy thì tôi đã mắc một số các cái bệnh căn bệnh mãn tính không lây, và biết được rằng cái sức khỏe của mình không thể nào mà dùng sức đi làm mãi như thế được. Khi mà được người hướng dẫn chia sẻ thì chỉ cần nhìn thấy cái quyển catalog thì tôi đã quyết định ngay và tôi đã tìm đến người hướng dẫn. Thì em này có hỏi một câu là chị ơi, thực sự mới là chị cho em hỏi lý do là sao chị lại quyết định một cách nhanh như thế. Tại vì thực sự là em chưa tìm được cái người nào mà nhanh như vậy. Tại vì họ sẽ có rất nhiều lý do họ đưa ra, hoặc là mình sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để khi mà họ phải cho họ thời gian họ tìm hiểu. Thì tôi có đưa ra lý do như này này. Trước khi mà tìm đến ấy thì chị có được giới thiệu một cơ hội là đi bán mỹ phẩm cho một cái công ty rất là nổi tiếng. Thì chị cũng nghĩ ngay rằng là chứ nếu mà bán mỹ phẩm ấy thì sự phục vụ cho cái chị em phụ nữ thì rất ít người, ví dụ 100 người thì mới có 20 người dùng, và xong đấy thì họ dùng cũng không được đều đặn. Vậy thì chỉ phục vụ một cái số rất là nhỏ như thế thì vẫn chỉ là cái người bán hàng, sáng mở mắt ra bán hàng, bán không bán được hàng thì gọi là ế từ sáng đến tối. Tiếp theo lại có một cái cơ hội nữa. Là cái cơ hội là đi làm bảo hiểm, thì cũng là em họ giới thiệu là chị ơi chị đi làm công ăn lương thì có thời gian, chị cũng làm có 8 tiếng ấy, thì chị đi làm bảo hiểm với em. Nhưng mà đi làm bảo hiểm thì cũng nghĩ là chứ nếu mà cái công việc đi làm bảo hiểm này thì cũng chỉ có những người có kinh tế khá giả họ mới tham gia thôi, còn người nghèo thì họ không có tiền. Còn nếu mà người giàu, bản thân chị nếu mà giàu có thì chị cũng chẳng tham gia cái bảo hiểm này chứ. Thế sao chị quyết định nhanh trong vòng 15 phút? Và chị nói thật với em chứ cái này cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì mình chỉ cần nhìn qua được, đã biết được là cái điểm mạnh ở đâu và cái điểm yếu nó đã nhìn thấy. Sau cái đó thì tiếp tục lại có một cái công việc nữa là cũng định đi làm, đi học để làm spa. Nhưng đấy một cái vốn mà bỏ ra rất là lớn. Thì cũng là một người làm công ăn lương bây giờ nhé. Chưa biết là cái vốn mình đi học và cái vốn mình đầu tư là bao nhiêu, liệu có thành công hay không. Thì cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Cũng rất may là trong cái thời gian dịch như thế này là đã không đi học. Chứ còn nếu mà không đi học, nếu mà đi học thì lại là một cái vấn đề rất là lớn. Thành ra là khi mà tham gia vào CBD này thì tôi cảm thấy rất là vui mừng khi mà cái cơ hội mà mình đã
bỏ ra sức từ 2016 là mình đã bỏ cái chỗ mà gọi là làm rất là nhiều thời gian, làm 14-16 tiếng, làm hết cả thứ bảy chủ nhật. Cảm giác nghĩ khi không có thời gian để tiêu tiền, làm thì rất là ít lương. Xong là đến bây giờ thì là mới được giới thiệu nhưng mà cảm thấy rất là vui. Và cũng nói với cả người hướng dẫn rằng là đáng lẽ ra nếu mà biết cách đây 3 năm thì có phải là tốt không, thì em này bảo không sao, bây giờ vẫn là một cơ hội mà quan trọng là chị thì hãy quyết tâm và theo đuổi nó. Và xin cảm ơn em bởi vì em đã mang cơ hội đến cho chị. Thế là em này bảo là cũng rất là vui khi chúng ta. Rồi ạ, xin cảm ơn cái chia sẻ vô cùng là tuyệt vời của chị Hiền Đỗ đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là không có cái gì là quá muộn đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã có cơ hội thì chúng ta hãy một cách nghiêm túc đón nhận một cái cơ hội đó một cách thực sự là nghiêm túc, và chúng ta sẽ hãy quyết tâm để có thể chinh phục cái ước mơ của chúng ta. Và mọi nam vẫn hay biết nói với mọi người rằng là nếu bây giờ chúng ta vẫn đi làm một cái công việc làm công ăn lương 5 triệu, 6 triệu một tháng thì khác gì mình đang nói là mình đang đi bán phân với giá 5 triệu với 6 triệu một tháng. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng là chúng ta không muốn đi bán phân khá là 5 triệu, 6 triệu một tháng thì có thể dừng ngón tay cái được không? Đúng không ạ? Giá trị của chúng ta làm sao có thể dừng ở mức 5 triệu, 6 triệu đúng không ạ? Chúng ta phải kiếm được nhiều hơn nữa chứ, làm sao chúng ta một tháng chúng ta bán phân với giá của chúng ta chỉ có 5 triệu thôi, đúng không ạ? Rồi. Rồi em Na sẽ tiếp tục chia sẻ cái slide nhá, mọi người để ý cho mình. Nó là kiểu người số 2 là em Na đã vừa chia sẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến kiểu người số 3. Đó là một người làm chuyên nghiệp và tư duy họ cũng chuyên nghiệp. Đây là thật sự là những người mà ai cũng muốn tuyển nhé. Chúng ta hay ví là những con đại bàng đấy. Một người họ làm chuyên nghiệp và tư duy họ cũng rất chuyên nghiệp luôn. Vậy thì ở những cái người này thì họ có những đặc điểm gì ạ? Thứ nhất là khi mà chúng ta đưa cho họ thì họ luôn có một cái sự so sánh về cái công việc hiện tại họ đang làm, cái cơ hội mới họ chuẩn bị đón nhận. Họ luôn đưa ra sự so sánh, luôn đưa lên bàn cân. Vậy thì so với công việc hiện tại và cái cơ hội mới này, nó có những điểm gì mà khiến người ta lại chọn cái cơ hội mới này? Vậy thì họ nhận ra rằng là cái cơ hội kinh doanh này thật sự là một cơ hội tốt, đúng không ạ? Những người mà đã làm chủ của ngành kinh doanh truyền thống rồi thì họ rất thấu hiểu nỗi đau của cái ngành kinh doanh truyền thống. Vậy thì khi mà được giới thiệu cơ hội này thì họ sẵn sàng đón nhận luôn. Và họ nhận ra rằng là cái đối tác ấy ạ, họ đã cung cấp cho mình tất cả rồi. Mình chúng ta không phải lo về kho hàng, mặt bằng, bến bãi, hệ thống quản lý, chúng ta không phải lo bất kỳ một khâu gì cả. Và khi mà họ nhận ra rằng là có một cái đối tác mà họ lại có những cái điều tuyệt vời như vậy, họ lo cho mình tất cả mọi thứ rồi, vậy thì tại sao chúng ta lại không hợp tác, đúng không? Và khi mà họ đã ra quyết định rồi thì họ sẽ nghiêm túc và dành tối đa thời gian cho công việc này. Chính vì thế mà khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta tập trung ở đâu thì nó sẽ nở ra ở đó. Và khi họ đã tập trung với công việc này rồi thì họ phát triển rất là nhanh. Và chúng ta ví rằng đây là những chú đại bàng, vậy thì các anh chị có mong muốn là được tuyển những chú đại bàng trong bề này trong đội nhóm của mình không ạ? Nếu chúng ta mong muốn thì có thể giương ngón tay cái được không? Rồi, vậy thì ở đây đã có ai đang ở kiểu người số 3 chưa? Chúng ta làm chuyên nghiệp, chúng ta toàn tâm toàn ý với nó. Chúng ta coi cái công việc này như là một công việc full time, ngày làm 8 tiếng. Và chúng ta thật sự nghiêm túc với nó. Đã có ai đang trong ở đây có thể bật mic chia sẻ được không ạ? Ai đang ở trong cái giai đoạn thứ 3 này? Chúng ta là một người chuyên nghiệp và tư duy của chúng ta cũng vô cùng chuyên nghiệp. Mọi người có thể bật mic được không? Ai đang ở trong kiểu người số 3 này? Bởi vì chúng ta biết rằng là quá trình chuyển hóa của chúng ta nó dần dần, lúc đầu thì chúng ta vào đây chúng ta là một người làm bán chuyên nghiệp và tư duy của chúng ta cũng bán chuyên nghiệp, và dần dần chúng ta phải tăng lên là chúng ta làm chuyên nghiệp và tư duy của chúng ta cũng chuyên nghiệp. Vậy thì ai có thể bật mic chia sẻ đúng không ạ? Rồi xin mời chị Minh Tâm ạ. Dạ vâng, Minh Tâm xin chào hai thủ lĩnh và quốc gia và chào Nít và Hải Nam, chào tất cả cô chú anh chị em trên Zoom. Minh Tâm trước đây á thì cũng là hai cái dạng người trước có hết ạ. Bởi vì mình là một trang giấy trắng mà, bản thân là một trang giấy trắng mà. Đến bây giờ thì Minh Tâm mới thấm và mới nhận ra bài học là hiện tại bây giờ Minh Tâm đang là một người làm rất là chuyên nghiệp, và những cái bài học mà Minh Tâm học được thì Minh Tâm cũng ghi chép rất là cụ thể, chi tiết rõ ràng để mình hướng đến là một người chuyên nghiệp. Chắc chắn là mình là một người chuyên nghiệp. Hiện tại bây giờ là Minh Tâm làm dành tất cả thời gian cho cái công việc này. Bởi vì khi mà trước kia mà Minh Tâm chưa làm ấy, thì Minh Tâm biết là cái ngành này chưa tin cho lắm. Nhưng mà từ khi mà được chuyển hóa dần dần theo thời gian, thì hiện tại Minh Tâm bây giờ là kiểu người thứ 3 và chuẩn bị hướng sang người thứ 4, người dạng người thứ 4. Đó là mình làm chuyên nghiệp và tư duy của mình cũng chuyên nghiệp. Cả nhà vào những cái trang Zalo và Facebook của Minh Tâm không có một cái gì khác ngoài Sivari, và tất cả những hoạt động
của Siberi, của đội ngũ, của hệ thống, trang của Minh Tâm luôn luôn không có một cái gì khác, đó là tư duy của người chuyên nghiệp. Và Minh Tâm đang hướng đến dạng người thứ tư. Dạ vâng, Minh Tâm cảm ơn Leader Hải Nam và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Đúng không? Và chúng ta biết cảm ơn chị Minh Tâm rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng là cái cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, đúng không? Cũng là một cách mà làm sao nhỉ, khiến là sao nhỉ, khi mà những người lạ người ta vào Facebook cá nhân của chúng ta, người ta sẽ biết là chúng ta đang làm cái gì, đúng không ạ? Chúng ta thấy, họ sẽ thấy mình là một người tích cực này, một người có tư duy rất là chuyên nghiệp này, một người sinh hoạt ở trong đội nhóm, thì chắc chắn là người ta sẽ tò mò với công việc của chúng ta, và ngay lập tức thì họ sẽ kết nối với chúng ta. Và chúng ta biết rằng là để xây dựng một cái phong thái chuyên nghiệp của một nhà doanh nhân, nó cần rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Và cái xây dựng thương hiệu trên trang mạng xã hội là Facebook và Zalo cũng là một trong yếu tố để giúp chúng ta có thể là thu hút được những khách hàng tiềm năng. Dạ. Em Nam xin mời thêm một ý kiến chia sẻ nữa là ai đang ở điểm người thứ ba này ạ? Chúng ta làm chuyên nghiệp và tư duy của chúng ta cũng chuyên nghiệp. Ai có thể bật mic chia sẻ cùng em Nam được không? Chúng ta có thể bật mic để tương tác với nhau nhé. Ai đang ở kiểu người số 3 này ạ? Chả nhẽ ở trong Zoom này là ít người ở số 3 thế ạ? Chúng ta vẫn đang ở tư duy bán chuyên nghiệp hay như thế nào đấy ạ? Có thể bật mic chia sẻ được không? Rồi, ok. Nếu mọi người không chia sẻ thì em Nam sẽ tiếp tục cái buổi chia sẻ nhé. Thì sau khi đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp theo. Tôi, chị Dung. Rồi ạ, xin mời ạ. Xin mời Dung ạ. Rồi, xin chào hai thủ lĩnh, xin chào Nam, chào cả nhà. Thì tại sao Dung lại chần chừ chưa bật mic? Bởi vì là Dung đang ở giữa hai kiểu người số 2 và kiểu người số 3. Đó, thì cái giai đoạn đầu thì là kiểu người số 1 rồi. Đó, thế thì cũng xin chia sẻ với cả nhà, đó là Dung là cô giáo tiểu học 30 năm. Sau đó thì đúng như Nam vừa chia sẻ, đó là luôn luôn đi tìm kiếm cho mình một cái cơ hội. Đó thì Dung có chạm chân đến công việc truyền thống, và tại cái công việc kinh doanh truyền thống thì Dung gặp rất nhiều nỗi đau. Đó tức là về vốn này, rồi về thị trường bán phá giá. Đó, rồi là về tự tuyển đại lý và tự chuyên ninh đại lý. Đó, rồi nó mất hết cả đi cái thời gian của mình, nó không còn thời gian, cộng với việc là sức khỏe của mình gặp nhiều vấn đề nữa. Đó, thế chính vì vậy mà ngay tại cái thời điểm mà người hướng dẫn của mình cho mình cái cơ hội CBD thì Dung có một cái đặc tính là khác với một số chị em vừa nãy nói, đó là khi mà vẽ ngoài cái việc chia sẻ sản phẩm, Dung nghe đến và vẽ cái sơ đồ trả thưởng, thì gần kết thúc cái sơ đồ trả thưởng, tức là đến gần kết thúc là anh ấy chưa dừng lời thì trong đầu mình đã đón nhận ngay rồi cả nhà. Đó, đón nhận ngay rồi. Và khi dừng bút một cái thì anh ấy hỏi một cái là mình đã nói luôn là sao không cho mình cái cơ hội này sớm hơn một chút. Đó, kiểu như vậy. Đó, thế thì tại thời điểm này thì Dung đang là ở kiểu người số 2 và dần chuyển sang kiểu người số 1. Dung đang ở cái ngưỡng này. Nếu như, đấy, Dung chưa vượt qua, bởi vì nó có một chút xíu thôi, đó là nếu như cái độ tuổi của Dung giống như một số anh chị em, nó còn khoảng 5-10 năm nữa, đó, thì Dung cũng có cái ý tưởng là chuyển sang chuyên nghiệp, tức là 100% rồi, nhưng Dung chỉ còn rất ít năm là được nghỉ hưu. Đó, 2 năm nữa, Dung đang cố gắng là 2 năm nữa là xin nghỉ hưu sớm, và hiện tại là đang cũng xin 2 năm nay rồi, là cũng xin với cả hiệu trưởng là hoàn toàn là gọi là dự trữ, tức là không đứng lớp. Đó, nhưng chưa được. Đó thì sẽ cố gắng là 2 năm nữa thôi là sẽ xin nghỉ hưu sớm để được toàn tâm toàn ý với CBD, bởi vì tại CBD là một cái cơ hội mà Dung thấy là nó là thực sự là tuyệt vời. Đó, chúng ta hoàn toàn chỉ cần đầu tư thời gian của mình vào học tập và làm việc thôi, thì cái mà mình được trả cho cái giá của mình đầu tư ấy, nó hoàn toàn là xứng đáng. Và ở đây nó giống như một cái biển lớn để chúng ta thỏa sức thể hiện mình. Đó, và đặc biệt là cái giá trị phần thưởng thì nó quá ư là tuyệt vời rồi. Đó, nó thực sự là Dung chưa được nhận phần thưởng lớn ở đây, bởi vì Dung là người mới. Nhưng ở cái ngoài cái công việc truyền thống ấy kìa, anh chị em ạ, nó khác biệt hoàn toàn. Đó, thì ở kia Dung có tố chất để có cái cơ hội, đã từng có cơ hội để đặt lên cái vị trí lãnh đạo. Dù mỗi trường chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó, đó, cái cơ hội lúc đó là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, nhưng nó phải mất tiền anh chị em ạ. Đó, thì Dung không muốn là mình phải đi nói chỗ nọ nói chỗ kia và phải quỵ lụy, phải đưa người ta phong bì, nhưng ở CBD thì hoàn toàn khác. Đó,
ở các cái vị trí mà Dung muốn 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 phát triển tại đây, Dung muốn đặt chân lên đúng không ạ? Đó thì là cả hệ thống của mình, cả tập đoàn của mình, cả đội ngũ của mình là cùng chia sẻ, cùng 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 động viên, cùng khích lệ mình đi lên, chứ không có ạ, không phải mất tiền cũng không phải rồi ok, xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Rồi ạ, cảm ơn chia sẻ của Dung. Chúng ta biết rằng là chúng ta muốn có giá thì chúng ta phải trả giá đúng không ạ? Và em hy vọng rằng là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chị Dung sẽ có quyết định nhanh hơn cho mình, làm sao mình có thể bước chân nhanh đến cái định luật kiểu người số 3, tức là mình sẽ trở thành một người chuyên nghiệp và tư duy của mình cũng chuyên nghiệp hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải làm nghiêm túc, chúng ta làm lớn đúng không ạ? Thì lúc đó thì kết quả nó mới đến với chúng ta. Còn nếu chúng ta mà vẫn cứ tập trung một chỗ nọ một ít thì chắc chắn là kết quả nó cũng sẽ được như chúng ta mong muốn. Rồi, cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp sang kiểu người số 4. Kiểu người số 4 đó là làm chuyên nghiệp, nhưng tư duy của họ chỉ bán chuyên nghiệp thôi. Chúng ta nhá, chúng ta tránh cái nếu ai đang ở kiểu người số 4 này thì chúng ta sẽ hãy bước dần ra khỏi cái kiểu người số 4 này nhá. Đặc điểm họ này, họ xác định là 100% chuyên nghiệp. Tức là họ thấy cái cơ hội này vô cùng tốt, họ là 100% chuyên nghiệp, nhưng mà tư tưởng thì lại ngó đến rất nhiều cái điều khác. Đúng không ạ? Ví dụ có người thì chia sẻ tài chính này thì lại đầu tư thời gian một chút tìm hiểu về tài chính này, có người lại chia sẻ về bảo hiểm thì lại đầu tư một chút thời gian vào bảo hiểm. Tức là một chân họ đang đi rất là nhiều con thuyền, họ sạc rất nhiều con thuyền, mặc dù họ biết là cái cơ hội này CV rất tốt, nhưng họ vẫn có cái tư tưởng là ngó ngàng đến những điều khác xung quanh. Đấy, và em Nam biết rằng là với chúng ta mà những người mà người ta có chưa có lập trường ổn định ấy, ở trong CV mình có rất nhiều người là xác định được con đường rồi, nhưng mà vẫn đi ngó ngàng đến những thứ khác ở bên ngoài, mà mong muốn là chúng ta kiếm tiền nhanh hơn. Đó, chúng ta thấy rằng là họ thường có tư tưởng là đứng núi này xuống núi nọ. Đặc điểm thứ ba là họ xuất hiện nhiều cái sự suy nghĩ tiêu cực về công việc của mình. Họ chưa tin lắm vào cái con đường này. Vậy thì khi mà họ đã chưa có niềm tin lắm thì chắc chắn là họ sẽ xảy ra những cái xung đột nội tâm. Vậy thì những xung đột nội tâm đấy, người ta luôn bị đấu tranh là nên chọn cái A hay nên chọn cái B hay nên chọn cái C, và họ dành ra rất nhiều cái thời gian để giải quyết cái việc đấu tranh xung đột nội tâm đấy. Rồi, cái kiểu người số 4 này em Nam gặp rất là nhiều trong ngành kinh doanh của chúng ta, và trong CV cũng có. Rồi, vậy thì có ai đang vướng mắc ở kiểu người số 4 không? Chúng ta làm... Tôi. Rồi, xin mời tôi ạ. Ai nói tôi to, xin mời tôi ạ. Xin chào Thủ lĩnh Vàng Quốc gia. Xin chào Leader Nam. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hiếu Thái. Tư duy của tôi làm chuyên nghiệp, nhưng mà đúng là đang còn ngúa cho đoạn ngang chỗ kia, nên là vì sao mà cái doanh nghiệp của mình nó cứ trì trệ, nó không lên được. Mà đúng là mình phải thú nhận là mình đang ở cái tiếp người này. Nên là có một cái vấn đề là có những đôi lúc coi như là mình bị mất niềm tin với chính mình ấy. Rồi mình rơi vào những cái điểm mà coi như là đồng cấp rồi, coi như là mãi mà doanh hiệu nó không lên được ấy. Thì nhiều lúc nghi ngờ bản thân luôn. Đó là một cái cơ hội tuyệt vời như thế này, một cái sản phẩm nó tuyệt vời như thế này mà làm sao mà mình làm hoài mà không lên. Mà tiếp xúc cũng nhiều, rồi chia sẻ cũng nhiều, nhưng mà bị từ chối quá nhiều. Rồi nhiều lúc coi như là nó có một cái tiềm thức, nó đi vào trong cái tiềm thức giống như kiểu là mình thì làm kinh doanh mạng là cũng nhiều năm, nhưng mà bỏ vì sao nhiều người bỏ cuộc. Thì khi mà mình đọc cái quyển Kinh Thiên Ân ấy có 10 cái tờ kinh ấy, thì đọc cái tờ kinh coi như là người ta ví là có những người người ta không thành công trong kinh doanh trong mạng, mà người ta ví như nó chồng lên giống như một cái kim tự tháp ấy. Cho nên là vì sao mà rất nhiều người không thành công được là cũng nằm ở trong cái tình trạng coi như là không bứt ra được trong cái giai đoạn mà cái doanh nghiệp của mình coi là tư duy thì coi như là mình rất là tập trung, tập trung toàn tâm toàn ý, nhưng mà đôi lúc cứ thấy cái nọ cái kia coi như là nó hay là ngó ngang hàng tí, cho nên bị mất tập trung. Đấy, mất tập trung thì chứng tỏ là đi chậm đúng không? Đấy, cho nên là Thái vào đây cũng được tròn 2 năm rồi đó, nhưng mà ban đầu coi như là làm rất là máu lửa, ban đầu làm 10 ngày coi như là gần như là K6 luôn. Đấy. Nhưng mà sau 10 ngày rồi tự nhiên mình cảm thấy nó mất hứng thú, mình bảo là công việc này nó dễ quá, mình lại coi thường nó là coi như nó bị mất đà đấy. Thế thì đầu tiên thì đưa những cái con người rất là máu lửa, rất là mong muốn, nhưng mà khi mà người ta thấy mình
không tập trung thì chắc chắn là người ta sẽ rời mình rồi. Thì đó là một cái bài học mà để cho mọi người, những ai mới mà bước vào đây ấy, là ban đầu là mình cần phải tập trung. Đấy, cần phải tập trung cái nguồn năng lượng tốt. Rồi mình đi được những cái chương trình mới của công ty thì coi như là mình có được những cái doanh số, những cái khởi động nhanh, thì coi như là khi mình đưa những người mới vào là mình phát triển cái doanh nghiệp rất là thần tốc. Đấy, coi như là mà mình mà để coi như là nó bị mất đà thì cái là tự nhiên coi như là nó cảm thấy trong cái tiềm thức mình nó nản ấy, nó chán nản, nhiều lúc không muốn chia sẻ luôn ấy. Nhiều lúc mọi người cứ để ý coi, nhiều lúc coi như là không muốn chia sẻ luôn ấy. Nhiều lúc coi như cứ để thời gian nó trôi đi một cách coi như là vô lý như vậy. Đấy. Cho nên là đây tôi đang mắc phải cái trường hợp như vậy, và tôi nghĩ là mình qua cái buổi học hôm nay thì mình cần phải coi như là thay đổi lại cái cách làm. Đấy, còn cái 17 tư duy triệu phú thì không có ngày nào là tôi không đọc. Nhưng mà đọc mà không thực hành thì nó cũng bằng vứt, đúng không? cho nên là mình đọc nhưng mà mình còn phải thực hành. Cho nên là đây là một cái kinh nghiệm của tôi, và cũng là một cái bài học mà tôi cũng không giấu dốt. Tức là mình đang có những cái vướng mắc để chia sẻ ra cho mọi người biết, để mọi người cùng nhau góp ý. Ví dụ như thủ lĩnh vàng quốc gia Huynh coi như là đã đi rồi thì thủ lĩnh cũng biết là cái hố C này coi như là nó đồng cấp mà nó cứ nằm mãi cái danh hiệu tư vấn viên cao cấp mà nó không lên được, lên nó không lên, xuống nó không xuống, coi như là nhiều lúc coi như là cũng thấy coi như là nó mất năng lượng luôn đấy. Cho nên là thực ra mà nói bây giờ mình nghĩ bố là rồi ạ. Cảm ơn câu trả lời là vô cùng tuyệt vời của anh Thái. Và sau đây em Nam dành cho một phút nữa thôi ạ, một phút cho một người để có thể thành tập với bản thân mình nhé. Bây giờ em Nam chỉ còn một phút thôi, dành cho một người một phút để thành tập với bản thân mình. Là chúng ta sau khi chúng ta xem về bốn kiểu người thì chúng ta thành tập với bản thân mình là chúng ta đang ở kiểu người số mấy. Em Nam dành một phút cho thêm một chia sẻ nữa. Ai có thể bật mic được không ạ? Tôi Kiện. Rồi, xin mời anh Kiện ạ. Vâng. Tôi xin chia sẻ về cái kiểu người. Thực ra tôi đang ở cái dạng kiểu người giữa 3 và 4. Thực ra mình cũng có, đầu tiên là mình có cái tư duy là chuyên nghiệp, và cũng nhận ra cái con đường này là con đường duy nhất để mình có thể thay đổi cuộc sống của mình và thay đổi cuộc sống của anh chị em trong gia đình mình. Mình nhận ra được cái điều đó, nhưng bởi vì là tại sao tôi vẫn còn vướng cái việc là cái kiểu người thứ tư ấy, là một phần là cái cuộc sống bây giờ mình vẫn phải lo cái cuộc sống để tồn tại cuộc sống, đâm ra mình vẫn phải có dành một chút thời gian ra để mình có thêm một cái khoản thu nhập để tồn tại cái mức sống, bởi vì là và có đôi khi mà mình biết là cái con đường này nó rất là tốt, và đôi khi mình cũng bởi vì cái cuộc sống nên mình cũng vẫn phải phân tán cái thời gian một phần trong ngày, và mình không tập trung được tuyệt đối. Và thực sự là mình đôi khi mình thấy là cái khả năng của mình như đi nó hơi chậm với cả cái sự thu hút của mình, và mình vẫn biết rằng cái con đường này sẽ phải đi đến cùng, nhưng mà bởi vì đấy vì cái lý do mình không thể đi nhanh được, và mình không để bây giờ làm sao để kiếm được cái thu nhập 30-40 triệu một tháng để mình có thể duy trì cuộc sống, thì mình vẫn cứ phải bị phân tán sang một số cái việc khác để mình có thêm nguồn, cho nên là mình không tập trung được 100% mà quyết tâm được 100%. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn chia sẻ của anh Kiến rất là nhiều, và chúng ta biết rằng là thật sự là đối với series thì những cái giai đoạn đầu tiên là những cái giai đoạn vô cùng là khó khăn. Chúng ta biết rằng là với series lúc đầu ấy, chúng ta có rất là ít tiền, vì thế mà chính cái việc như thế là họ gọi là muốn thử thách cái sự kiên nhẫn và sự kiên trì của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là không có một cái gì nó đến nhanh với chúng ta cả, và chúng ta biết rằng là tiền ấy, nó chỉ đến những nơi có kiến thức thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta chưa có kiến thức thì chắc chắn lúc đấy chúng ta chưa có nhiều tiền. Vậy thì cái việc mà chúng ta đầu tư cho kiến thức để chúng ta học hành, chúng ta phát biệt bản thân, đó là một cái cách để chúng ta thu hút hấp dẫn cái tiền bè. Và nếu mà chúng ta thực sự là nghiêm túc với công việc này thì em Nam tin chắc chắn rằng là một cái mức thu nhập đầu tiên ở CV ấy, nó sẽ hơn nhiều so với những cái công việc làm công ăn lương ở bên ngoài kia, là một tháng có 5-6 triệu thôi, nếu chúng ta thực sự là tập trung với nó ở giai đoạn đầu. Chúng ta chưa thể mong muốn là một giai đoạn đầu chúng ta có thể thu nhập được 10 triệu 20 triệu 30 triệu, nhưng em Nam cam kết rằng là cái thu nhập ở CV những cái khoản đầu tiên thì bao giờ nó chắc chắn nó sẽ tốt hơn so với những cái khoản thu nhập mới làm công việc làm công ăn lương ngoài kia, chưa? Rồi, vậy sau khi mà đi hết đã 4 kiểu người, vậy thì sau đây em Nam sẽ chuyển sang tiếp là 4 giai đoạn. Vậy thì cho anh chị xem là 4 cái giai đoạn đấy mình đang ở giai đoạn nào, vậy thì làm cách nào để có thể mình vượt qua cái giai đoạn đấy, chúng ta hãy cùng để chia sẻ nhé. Rồi chúng ta tiếp tục đến phần 4 giai đoạn nào. Rồi, vậy thì chúng ta có 4 cái giai đoạn trong cái ngành kinh doanh này. Thứ nhất đó là giai đoạn hưng phấn.
Thứ hai, đó là giai đoạn thử thách. Thứ ba, đó là giai đoạn phát triển. Và thứ tư, đó là giai đoạn có kết quả. Chúng ta luôn trải qua bốn cái giai đoạn này. Vậy thì muốn được đến cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn có kết quả thì chắc chắn là chúng ta phải trải qua ba cái giai đoạn đầu tiên. Chúng ta không có thể chuyện là chúng ta nhảy tóc được đâu. Chúng ta không có thể chuyện chúng ta làm mà chúng ta có kết quả luôn đâu. Đúng không ạ? Mình... Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng giai đoạn một. Vậy thì trong từng giai đoạn nó có những điểm mạnh, điểm yếu như thế nào nhá. Rồi, ok. Chúng ta đầu tiên, chúng ta có giai đoạn hưng phấn là cho từ 1 đến 6 tháng đầu tiên khi kẻ này chúng ta bắt đầu hợp tác cùng với Simon Granit. Vậy thì trong cái giai đoạn hưng phấn này thì chúng ta có điểm mạnh gì ạ? Với những người mới chúng ta đúng không? Thì chúng ta vào đây thì chúng ta có những cái mối quan hệ mới, chúng ta có những cái tư duy mới và có những cái sản phẩm mới thì chúng ta chưa từng biết đến. Và lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy mặt của những cái sản phẩm đó. Người cũ thì là tức là người cũ thì họ có những mối quan hệ cũ đúng không ạ? Và họ tận dụng cái mối quan hệ cũ đó để người ta họ để chia sẻ series đúng không ạ? Vậy thì những người cũ thì họ có mối quan hệ cũ nhưng mà tư duy của họ lại cũ, công việc của cũ. Vậy thì nếu mà muốn chuyển từ một người cũ sang người mới thì chúng ta phải thay đổi hết. Chúng ta phải thành một cái, chúng ta phải chuyển từ tư duy cũ thành tư duy mới. Chúng ta phải có những cái điều mới hơn, bởi vì chúng ta biết rằng là những cái thứ mà đưa chúng ta đến A thì chưa chắc đã đưa chúng ta đến B. Vậy thì với mỗi môi trường khác nhau thì chúng ta phải có một sự thích nghi khác nhau. Và điểm mạnh chúng ta có thể thấy rõ ở cái giai đoạn đầu tiên đó chính là chúng ta rất là hưng phấn, chúng ta năng lượng rất là cao và chúng ta rất là nghe lời những người hướng dẫn của chúng ta. Tức là khi mà họ bảo cái gì thì chúng ta làm đó, bởi vì chúng ta là một giờ đấy thắng, chúng ta không biết gì cả. Rồi, tuy nhiên ngoài cái điểm mạnh nó ra là chúng ta có hưng phấn, chúng ta có năng lượng, thì chúng ta có những điểm yếu như sau. Thứ nhất là chúng ta chưa có kiến thức, chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta chưa có niềm tin về ngành, chúng ta chưa có niềm tin về cái con đường mình đang lựa chọn. Và ở cái giai đoạn này này, mình rất dễ bị tác động bởi người thân, bạn bè, báo chí và truyền thông. Tức là khi mà chúng ta bất kỳ nghe ai nói tiêu cực về cái ngành chúng ta đang chọn, ôi mày như thế này mà phải làm đa cấp à, hay là báo chí truyền thông nó nói hơi có một hơi hướng cái gì đấy không tốt về cái ngành của chúng ta, là niềm tin của chúng ta bị lung lay. Rồi ạ, ok. Vậy thì ai đã trải qua cái giai đoạn đầu tiên này thì có thể bật mic chia sẻ cho em Nam không? Hoặc ai đang ở cái giai đoạn đầu tiên này, chúng ta đang ở cái giai đoạn hưng phấn là 1 đến 6 tháng, chúng ta rất là hừng hực, chúng ta rất chia sẻ. Ai có thể bật mic chia sẻ cho em Nam được không ạ? Em Nam thấy rằng là chắc chắn là chúng ta muốn để lên cái giai đoạn bây giờ chúng ta có kết quả thì chúng ta đều phải trải qua cái giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn hưng phấn. Vậy thì mọi người đã vượt qua cái giai đoạn hưng phấn với những điểm mạnh điểm yếu như thế nào thì mọi người mình tâm chia sẻ, không ai chia sẻ, mình tâm chia sẻ. Cảm ơn leader Hải Nam, cảm ơn cả nhà. Cái giai đoạn này mình tâm lúc ban đầu ạ, là mình tâm mắc rất là nhiều và rất là nhiều bài học. Vì mình tâm là một trang giấy trắng mà, một trang giấy trắng tinh luôn. Khi mà lúc ban đầu á, rất là hưng phấn, lúc nào năng lượng tràn đầy đỉnh cao. Nhưng mà cả nhà cũng biết là Minh Tâm luôn luôn là không tin tưởng với bản thân mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà anh chị em trong nhà bảo là cái công việc này chị làm thế nào được mà chị làm, người ta có học người ta mới làm được chứ, chị không làm được đâu, mà chị tuổi gì mà chị lừa tôi đó. Sau đó bị tụt, nhưng mà bản thân Minh Tâm lại thấy cái sản phẩm này nó rất là tốt, sau đó là đi bán sản phẩm, một mình cũng đi bán, rất là biết hạnh phúc, hạnh phúc và biết ơn bản thân Minh Tâm bây giờ, biết ơn cực kỳ nhiều bởi vì kiên trì. Mặc dù bây giờ Minh Tâm chưa có kết quả cao chắc chắn, khi Minh Tâm đã gọi là định hướng đến chuyên nghiệp và cũng như là các hai thủ lĩnh vàng quốc gia của chúng ta hay đào tạo ấy, mình hãy định hình mình là ai đã, chuyên nghiệp đã, thì chắc chắn là mình hướng đến chuyên nghiệp. Định mình là thủ lĩnh, mình là thủ lĩnh. Định hình mình là một leader, mình là một leader. Tôi xây dựng niềm tin trước khi xây dựng tầm nhìn ấy. Đó, cái câu đấy Minh Tâm rất là yêu và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Minh Tâm. Cái thời gian đầu Minh Tâm chật vật lắm cả nhà. Cảm ơn chị Minh Tâm rất là nhiều. Lập cái giai đoạn. Thái chia sẻ cái giai đoạn đầu một tí nha. Rồi ok, em cho anh Thái một phút nhé để chúng ta chia sẻ đến cho ok. Một phút rồi, không cần nhiều đâu. Gần một phút. Vâng, xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc Gia, xin chào Hải Nam. Thì khi mà Thái biết đến cơ hội Siberia thì đúng là Thái đang kinh doanh với một cái công ty khác.
Thì Thái nghe về cái sơ đồ thì Thái rất là hưng phấn. Và Thái được đi cái rig M15 thì về lúc đó cái nguồn năng lượng giống như kiểu là vũ trụ đưa đến ấy. Thái gọi điện cho 10 người, coi như là chốt được 10 người ký mã số. Và trong 10 ngày mà Thái chốt được 10 người mà cả hệ thống tất tật là được gần 4.000 điểm. Và mình thu nhập cái 10 ngày đó là gần 6 triệu đấy. Cho nên là rất là hưng phấn, rất là coi như là máu lửa, mà coi như là bật điện thoại lên ai là chốt được ngày nấy luôn đấy. Cái lúc là cái nguồn năng lượng nó cực mịch kỳ mạnh luôn đấy. Vâng, Thái chia sẻ như vậy thôi, xin rồi ạ, cảm ơn ạ. Đúng rồi, cho thấy rằng là ai trong chúng ta cũng trải qua cái giai đoạn đầu tiên, đó là cái giai đoạn rất là hưng phấn, mà đặc biệt là khi mà chúng ta tham gia các sự kiện, đúng không ạ? Chúng ta đi điện Rick em hay đặc biệt là happy game, đúng không ạ? Chúng ta tham dự xong thì chúng ta rất hưng phấn và chúng ta cảm giác là ngày mai chúng ta thành công được luôn ấy. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đó là cái giai đoạn đầu của chúng ta thôi. Và khi mà chúng ta vượt qua giai đoạn hưng phấn thì tiếp theo thì chúng ta mới được cái giai đoạn thứ hai nhá. Chúng ta sẽ cùng xem giai đoạn thứ hai đây là gì ạ? Rồi, giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn thử thách, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã xong cái giai đoạn hưng phấn là từ 1 đến 6 tháng rồi thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn thử thách. Thì khoảng thời gian nó sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Với là những người thật sự đi nhanh ạ, kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Vậy thì với những người đang ở trong cái giai đoạn này thì họ có điểm mạnh là gì? Khi mà họ đã tiếp xúc đủ lâu rồi ạ, họ đã chăm chỉ học thì chắc chắn là họ sẽ có kiến thức, họ có niềm tin. Và khi mà họ đã sử dụng cái sản phẩm đúng đủ đều rồi thì chắc chắn là cái sản phẩm đó nó có kết quả tốt. Và khi mà họ đi chia sẻ thì họ tin rằng là với cái lợi thế của những cái sản phẩm như thế và với cái sơ đồ trả thưởng thì họ tin rằng là họ sẽ thành công. Đặc điểm thứ hai, đó là điểm mạnh thứ hai, đó là họ đã biết cách kết nối khách hàng và hướng dẫn họ, đúng không? Hướng dẫn mở mã, hướng dẫn đặt hàng, mua hàng, xếp hàng. Tuy nhiên thì họ lại gặp những sự từ chối của người thân, đúng không? Vẫn quay lại là sự từ chối. Ôi dồi ôi, đang làm công việc, làm công ăn lương như thế kia, làm hiệu trưởng hay làm doanh nhân mà bây giờ lại phải bỏ đi làm đa cấp, vào đi mời chào à đấy. Tất cả là những lời từ chối chúng ta gặp rất là quen, đúng không ạ? Và cái điểm mạnh thứ ba đó là có ý thức tham gia học tập và đào tạo, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta đi cái khoảng thời gian từ 6 tháng đến 2 năm, tức là chúng ta đã cũng có cho mình một đội ngũ nhỏ nhỏ rồi, đúng không ạ? Chúng ta tham gia vào cái đào tạo, chúng ta có đội ngũ của riêng của chúng ta. Xong chúng ta lại tham gia vào Happy Group, đúng không ạ? Chúng ta tham gia vận hành vào hệ thống, đúng không ạ? Thì trong cái giai đoạn thử thách này chúng ta có những điểm mạnh đấy, chúng ta thấy rất rõ ràng rằng bởi vì 2 năm, đúng không ạ? Ta mất 2 năm để chúng ta chuyển hóa, 2 năm để chúng ta tích lũy kinh nghiệm thì chắc chắn lúc đó chúng ta có rất nhiều kiến thức rồi. Tuy nhiên, cái điểm yếu mọi người cần chú ý nhá, xem thấy có giống mình không nhá. Điểm yếu đầu tiên đó là rất dễ bỏ cuộc, dễ bị tác động, nản vì chưa có kết quả. Đó, điểm yếu đầu tiên nó rất là dễ bỏ cuộc, dễ bị tác động bởi vì những cái lời, những cái tiếng nói nhỏ, bởi vì những tiếng nói nhỏ xung quanh. Điểm yếu thứ hai đó là rất dễ bị lôi kéo, không có sự kiên định và cứ đi loanh quanh tìm hiểu các công ty ABCD bla bla. Và chắc chắn là khi mà họ đi tìm hiểu một công ty mới nào thì họ cũng đều trải qua cái giai đoạn hưng phấn và thử thách. Vậy cứ bước đến giai đoạn thử thách thì chúng ta lại đi cùng tìm công ty mới à, đúng không? Cứ đến giai đoạn thử thách, đúng không? Thử thách lòng kiên trì, thử thách cái sự kiên định của chúng ta. Vậy thì cứ đến cái giai đoạn thử thách này chúng ta lại luẩn quẩn đi tìm công ty khác, thì mãi chúng ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn đấy, chúng ta không thể thoát ra được. Vậy chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta có kết quả thì chắc chắn cái giai đoạn thử thách này chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải thật sự kiên định với cái con đường mà chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta không được đẽo cày giữa đường rồi. Vậy ai đang ở cái giai đoạn thứ hai này có thể thành thật chia sẻ mình đang ở giai đoạn thứ hai không? Em nghĩ là cái giai đoạn thứ hai rất nhiều người đang ở trong cái giai đoạn thứ hai. Tôi trình thu thì tôi chia sẻ 1-2 phút ạ. Rồi, xin mời chú Trịnh Đăng Thu ạ. Vâng, tôi xin chào tất cả người trên Zoom. Thì cái chủ đề mà tôi thấy là rất hay. Thực ra trong bốn cái giai đoạn nó xảy ra, ví dụ cái giai đoạn một nó hầu như tôi trải qua rồi á, và đến cái giai đoạn hai đó tôi cũng nhận được, cũng nhận là đúng giai đoạn hai của tôi. Ví dụ thực ra bây giờ là tôi ví dụ là tư vấn mà ai mà không làm được hàng đầu online thì tôi làm được trong vòng 2 phút đấy. À, nhưng có cái là và tôi cũng có một số cái đặc điểm mạnh như cái phần mà những giá trị tình đưa lên nó đúng là chăm chỉ học tập vào Zoom rồi các cái tích cực. Nhưng mà có cái là tôi có một cái là suy nghĩ tại sao mình khi mình chuyển vào giải thế, hiện giờ tôi chỉ có 2 thầy cô thôi, với tôi 2 người, một người Hà Nội và một người ở Nghệ An, mà có người họ chỉ là tham gia cái tháng đầu tiên thôi, mà cái người vừa rồi là vừa tôi vừa tuyển trong cái tháng 8 tháng 9 thì qua cái việc giao hạt đến lúc tôi tuyển hết nay là họ
nói rằng các chị thông cảm chứ tôi không phải qua là 21 đâu, nhưng tôi chuyển được ngay và người ta đồng ý mở mã số. Nhưng mà đến hôm nay là tôi cũng đã động viên hết sức, là thực ra người ta cũng là chưa dùng cái sản phẩm, tôi dùng khoảng cách các thứ rồi nhưng mà họ vẫn chưa ấy được. Và bên cạnh đó thì thực ra là quá trình tôi làm á, thì mở tôi 6 tháng mà hiện nay thì vẫn nhiều công ty ví dụ đến là chia sẻ với tôi, nhưng mà hầu như là tôi cũng vẫn nghe bình thường. Ví dụ vừa rồi là có công ty sữa Hải Dương của ta cũng làm cái kiểu nào, họ bảo là bác mà làm anh làm cái kiểu này thì trước hết là đồng ý là và đến tận nhà rồi được coi như làm hợp đồng, rồi cứ giới thiệu là sau này là cũng như họ cũng giới thiệu năn há cái quyết định là có cái giới thiệu được một người người ta dùng sản phẩm là anh có những cái phần hầu nó hơi khác mình đúng, nhưng mà cái công ty khác tôi không nói. Nên tôi là cảm ơn, sau đó là tôi bảo là thực ra thì tôi cũng đang làm rồi, tôi rất cảm ơn các anh. Thế thì riêng cái phần hai thì hầu như là tôi cũng đang cái giai đoạn hai, mà giai đoạn một tôi đã trải qua rồi, và cảm ơn tất cả anh chị em. Rồi, cảm ơn chú chị Nam Thu rất là nhiều. Và Nam muốn tập trung cái phần 2 này nhiều hơn để chúng ta có thể dành thời gian chia sẻ với những anh chị mà đi trước rồi, đã vượt qua cái giai đoạn thử thách này rồi, thì có những cái bài học gì muốn chia sẻ lại cho những người đi sau, và những người mà đang ở trong cái giai đoạn này thì có thể bật mic chia sẻ là mình đang gặp những khó khăn gì, đúng không ạ? Nam vẫn để thành thời gian cho mọi người bật mic chia sẻ đi ạ. Bởi vì là chúng ta thành thật với bản thân mình đi, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đang nhận diện chúng ta đang ở như thế nào. Và khi mà chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về bản thân mình, thật sự là mình đã nghiêm túc với cơ hội này hay chưa, và mình đang gặp những cái điểm yếu này thì mình cần phải khắc phục như thế nào. Tôi Đặng Thị Dung. Vâng, xin mời Dung chia sẻ lần nữa. Rồi, xin chào hai thủ lĩnh, chào Nam, chào cả nhà. Dung xin được chia sẻ thì đúng, Dung đang ở cái giai đoạn thứ hai cả nhà. Cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn mà như Leader Nam vừa chia sẻ, đó là chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian là thử thách từ 6 đến 2 năm. Đó. Thì thực ra mà nói là Dung trải qua cái giai đoạn thứ nhất rất là nhanh, và Dung cũng đã biết là mình trải qua cái giai đoạn thứ nhất rất là nhanh. Và đối chứng với cái bài học hôm nay thì Dung đang thấy một cái thật là tiếc, chắc rất nhiều anh chị em đang ngồi trong Dung cũng rất tiếc, đó là nếu như hôm nay tất cả tư vấn viên của mình trong hệ thống của mình ngồi ở đây thì câu chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn mọi người sẽ theo đuổi cái để chinh phục tất cả các nước thang tại CBD đến hơi thở cuối cùng luôn. Đó, nếu như mọi người ngồi trong cái buổi Zoom hôm nay nghiêm túc học tập, đó, nên là một cái bài học đầu tiên ở đây đó là sau cái buổi Zoom này thì anh chị em hãy làm cách nào đó, tất cả các chị em tư vấn viên trong hệ thống của mình từ ngày mai là vào Zoom buổi sáng 100% luôn ạ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người, đấy là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai đó là riêng đối với bản thân Zoom thì khi nhìn nhận ra cái cơ hội CBD nó quá ư là tuyệt vời. Sản phẩm thì đương nhiên rồi, 6 tháng nay Dung trải nghiệm và tất cả gia đình trải nghiệm rồi thì nó quá ư là tuyệt vời rồi. Nhưng cái cơ hội kinh doanh thì đúng như các thủ lĩnh đó là nói là càng vào lâu càng ở lâu thì càng sâu thì càng sướng. Đó thì đúng là cái cơ hội kinh doanh ở đây nó 3 năm rõ 10 rồi. Đó, nó rất ư là tuyệt vời rồi, ở ngoài kia không có. Thì với cái thời gian thử thách ở đây thì Dung thấy là mình có những cái ưu điểm như này. Đó là cái gọi là cái tư duy thì Dung chuyển hóa rất nhanh. Đó, tư duy thì tư duy đúng rồi, tư duy 100% là đúng là tích cực rồi. Nhưng cái mà mình thực hiện ấy, đó là cái lối sống, cái nề nếp sống, cái quản trị thời gian của mình ấy, đó thì nó đang gặp phải vấn đề. Đó, ví dụ như là việc dậy sớm, cái việc đặt mục tiêu rõ ràng và hàng ngày trinh gọi là thực hiện tốt cái mục tiêu hàng ngày đó, để cuối cùng cuối ngày mình roi lại, mình xem là mục tiêu mà mình đã chia nhỏ ra hàng ngày là mình làm được đến đâu và ngày mai mình sẽ tiếp tục chinh phục đó, để từ mục tiêu nhỏ trở thành mục tiêu lớn. Thì điều này là Dung làm nó chưa được tối ưu lắm, nó đâu đó được khoảng 60-70%. Và một cái nữa thì Dung không mắc phải, nhưng chắc chắn rất nhiều anh chị em ở đây mắc phải. Dung cũng có một cái nguồn thu nhập nó cũng tương đối là gọi là tạm thời, là giống như mọi người là như có một bạn vừa nãy chia sẻ, đó là phải có để tồn tại ấy. Đó, thì nếu như anh chị em cứ nghĩ mà xem, nếu như đúng không, nếu như mà anh chị em muốn xây dựng một cái doanh nghiệp để đạt được những cái ước mơ lớn của mình á, thì ngoài cái khoản đầu tư ban đầu ấy, đó là về trí tuệ của mình,
thì về cái tài chính nó rất là lớn, có thể 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng để có một cái để xây dựng một cái tương lai đó. Thì thế thì ở đây cứ cho là tối đa là 2 năm đi, để chúng ta có cái nguồn chủ động về tài chính để chúng ta thực hiện được ước mơ. Thì anh chị em hãy nhìn nhận xem cái công việc mà mình đang làm ấy, như Dung là cô giáo 30 năm 10 triệu thì 2 năm mới chỉ là 200 triệu, 240 triệu. Thì anh chị em nếu có gọi là có một cái tư duy đúng ấy, thì có thể sẵn sàng đầu tư, đúng không? 240 triệu, nhưng mà thực tế chỉ sau độ 3 tháng thôi, như Dung 3 tháng là đã có thu nhập ở đây 10 triệu rồi anh chị em ạ. Đó, thì bằng 30 năm rồi, thì thật ra có phải mất đến cái đó, tuy là đầu tiên là chúng ta nghĩ là khó khăn, nhưng thực tế nó không phải là khó khăn. Đó, thế nên là thôi mình chỉ xin chia sẻ như vậy thôi để còn... Hay quá. Xin cảm ơn chị Dung. Huynh xin Nam cho Huynh chia sẻ một chút ạ. Rất là hay cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thì Huynh cũng cảm thấy là anh chị em đang rất là hưng phấn và nó có một cái cách nhìn rõ ràng hơn. Hay là chúng ta đang ở trong giai đoạn nào, hay chúng ta cái tư duy của chúng ta như thế nào, đúng không cả nhà? Vậy thì Huynh đầu tiên ấy là ở cái giai đoạn thứ hai ấy, tức là khi mà làm công chức nhà nước thì được biết đến cái cơ hội này là Huynh hưng phấn lắm và chọn luôn và nghiêm túc luôn cả nhà, nghiêm túc luôn. Nhưng mà cái công cụ của công ty trước ấy thì làm có nghiêm túc thế nữa, đến nữa thì cũng nó chỉ có đến thế thôi, nó không phát triển được lớn hơn nữa vì nó không phù hợp. Và khi mà biết đến Siri thì Huynh đã là một trong những người mà rất nghiêm túc cơ hội này, kể cả là học hành, kể cả là dùng sản phẩm, mình biết chắc chắn mình thành công ở đây. Tức là mình có cái trực giác trong bản thân mình, nhìn thấy cái giá sản phẩm và cái kết quả của sản phẩm của mình như vậy thì mình chắc chắn là nó sẽ thành công. Và những cái năm Huynh làm đầu tiên ấy thì đúng là những cái viên gạch đầu tiên của xây dựng lên S69, thì thưa với anh chị em là nó chỉ có vài người học thôi đấy, chứ không được như bây giờ. Và khi mà các cái nguồn năng lượng, có cái công ty khác hơn 100 công ty họ chia sẻ, họ cũng chia sẻ liên tục, gặp người nọ gặp người kia, và Huynh gặp bất cứ ai, xin thưa với cả nhà là bất cứ ai Huynh cũng gieo sản phẩm, gieo cơ hội này, gieo cái đất nước Nga này. Đấy, và cái mà khao khát thành công tột cùng của Huynh cái ngày đấy, tức là làm sao mà giúp cho mình có được cái đội ngũ, và có cái đội ngũ lớn. Và cái quan trọng là khi mình khát khao đủ lớn rồi, thì vũ trụ sẽ gửi nguồn lực đến. Và xin thưa với anh chị em là rất nhiều người khi mà Huynh gieo và cũng đã ra đi rồi, vì họ cũng giống như là các cái giai đoạn mà bạn Hải Nam vừa chia sẻ, rất là nhiều cả nhà, rất là nhiều. Và những cái con người nào mà nhìn được cái tầm nhìn, người ta khát khao đủ lớn đấy, thì người ta cứ kiên trì. Xin thưa với cả nhà là có những người 2 năm, đúng không? Nhưng có những người thì như Huynh cái ngày là 8 tháng đã lên nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi. 8 tháng cái ngày mà từ năm 2015-16 ấy đã là gì ạ? Tư vấn viên trưởng ở Việt Nam nó hiếm như là gọi là kim cương đó cả nhà, nó chỉ có 1-2 người thôi. Còn bây giờ chúng ta biết là người ta đã kiên trì chỉ đủ lớn rồi, người ta đã có công cụ, người ta đã có cái bước đi rồi, và chúng ta chỉ có cái lòng một gì ạ, khát khao và hành động mạnh mẽ thôi. Thì những cái anh chị em mà sinh năm 90 đúng không cả nhà, đã nhận mẹt hết rồi, chuẩn bị cái sự kiện là 5 con mẹt trao một lúc đây này, chúng ta cần phải biết nắm đến cái thông tin này để truyền cho đội ngũ của mình đến chụp ảnh, đúng không ạ? Đến lấy cái bằng chứng, đến lấy cái gì, cái sự kiện ở đây. Vậy thì ngày hôm nay là một cái bài rất là hay, và Huynh tin tưởng anh chị em mà biết các cái giai đoạn này rồi thì chúng ta biết giai đoạn ở đâu để chúng ta gì nhìn nhận về nó, chúng ta nắm bắt nó, chúng ta kiên định định vị mình là ai, đúng không ạ? Thì mình sẽ nhận được cái kết quả đấy. Xin cảm ơn Hải Nam đã cho Huynh chia sẻ, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe. Rồi ạ, cảm ơn chia sẻ vô cùng là tuyệt vời của Thủy Lĩnh. Và chúng ta biết rằng là Thủy Lĩnh Nam rất là tâm đắc với câu Thủy Lĩnh nói là khi mà chúng ta có tư duy rồi nhưng mà chúng ta phải hành động mạnh mẽ. Thật sự là chúng ta phải hành động mạnh mẽ thì chúng ta mới có kết quả. Nhưng nếu chúng ta có tư duy và chúng ta vẫn cứ nhìn người ta đi làm, chúng ta vẫn không bước chân vào vạch xuất phát để chắc chắn chúng ta không bao giờ có kết quả rồi. Vậy thì sau khi cái chia sẻ của Thủy Lĩnh Huynh thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải hành động mạnh mẽ và hành động quyết liệt hơn nữa thì mới chúng ta mới đạt được những điều mà chúng ta muốn. Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý rằng là chúng ta phải hành động quyết liệt, hành động mạnh mẽ nữa thì dừng ngón tay cái, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã tương tác, và chúng ta sẽ cùng đi tiếp theo cái giai đoạn thứ 3 nhé, và thứ 4. Rồi, vậy thì khi mà đến với cái giai đoạn thứ 2 này thì chúng ta sẽ lấy giải pháp như thế nào? Chúng ta đang ở cái giai đoạn khó khăn như thế, thử thách như thế, thì giải pháp của chúng ta đưa ra là gì? Thứ nhất là chúng ta phải luôn kết nối với người hướng dẫn.
để chúng ta có thể lấy năng lượng và chúng ta lấy động lực làm việc, đúng không ạ? Và chúng ta hãy tìm kiếm những nơi nào có thật nhiều năng lượng, chúng ta giao lưu với những người mà họ đã vượt qua cái giai đoạn này rồi, họ đã vượt qua cái giai đoạn như thế nào rồi, và họ đã giúp chúng ta vượt qua những cái giai đoạn này. Họ đưa cho mình những lời khuyên, và mình nghĩ là những lời khuyên đó có thật sự phù hợp với mình không. Nếu thật sự phù hợp với mình thì mình hãy áp dụng để vượt qua cái giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Anh chị nhớ nhé, cái giai đoạn thử thách này, chúng ta càng vượt qua giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Anh chị nhớ ạ. Rồi, và chúng ta xác định một điều quan trọng nhất là chúng ta đang xây dựng một doanh nghiệp lớn. Chúng ta không phải làm trong 1-2 năm, mà chúng ta phải làm 5 năm đến 10 năm. Bởi vì chúng ta biết rằng là ngoài kia có những doanh nghiệp, đúng không ạ? Họ xây họ mới mất đến 10-15 năm, họ mới có một cái nguồn thu nhập chín chữ số. Vậy thì chúng ta xác định ở đây chúng ta có một công cụ tốt, có một cơ hội tốt, thì chúng ta hãy xác định là chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp chúng ta là 5 năm. Ít nhất là doanh nghiệp 5 năm. Và chúng ta nhận định rằng là giai đoạn này thật sự là cái giai đoạn khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta phải thật sự cố gắng và chúng ta phải biết cách vượt ngưỡng thì chúng ta mới có thể đi được đến giai đoạn tiếp theo. Rồi, tiếp theo đó là giai đoạn phát triển. Đó là giai đoạn thứ 3. Đó là giai đoạn từ 3 đến 5 năm. Giai đoạn này chúng ta có những cái điểm mạnh như sau. Điểm mạnh là những người mà làm đã đến kiên trì đến cái giai đoạn này rồi thì chúng ta bắt đầu có thu nhập. Chúng ta có đội nhóm để đào tạo, để dẫn dắt. Chúng ta có sức ảnh hưởng với hệ thống. Và đặc biệt lúc này, nếu mà khi mà chúng ta đã có kết quả rồi thì chúng ta có rất nhiều fan hâm mộ đấy. Và hệ thống của chúng ta có rất nhiều người làm việc, tức là hình ảnh của chúng ta lúc đó được nâng lên rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có ô tô, chúng ta có những phần thưởng, đó là cái hình ảnh của chúng ta. Và khi thế thì chúng ta có rất nhiều fan hâm mộ, rất nhiều người muốn đi theo với chúng ta. Rồi, tuy nhiên điểm yếu này chắc chắn là trong số anh chị em thì nếu ai ra qua cái giai đoạn này cũng sẽ gặp. Thứ nhất là khi mà chúng ta bắt đầu, có rất nhiều người khi mà bắt đầu tôi đã có cái đội nhóm lớn như vậy rồi, đúng không ạ? Tôi xây dựng như thế rồi, nhiều khi thì không quan tâm đến đội nhóm, tức là cứ muốn để họ làm như thế nào, bởi vì biết thừa là họ kiểu gì họ cũng làm mà, đúng không? Bởi vì họ cũng nhìn thấy con đường rồi, mình biết thừa là kiểu gì họ cũng làm, nên thành ra là nhiều khi là không quan tâm đến đội nhóm, đúng không? Và khi lên cái giai đoạn này thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta biết hết rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là kiến thức ở ngoài kia là vô hạn đâu. Nhưng có những người lên đến cái giai đoạn này thì bắt đầu là thôi học như thế là đủ rồi, mình không cần học nữa. Mình không dành thời gian để quan tâm phát triển bản thân. Chúng ta không phát triển cái năng lực lãnh đạo của mình. Chúng ta tỏ ra cái gì cũng biết. Và chúng ta không tôn trọng sponsor của mình. Đúng không? Cái điều này là một điều vô cùng là nguy hiểm. Và chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta không chịu lắng nghe những cái ý kiến của những người đi trước, người ta đã khuyên cho chúng ta ấy, thì chắc chắn là đội ngũ của ta chúng ta sẽ đứt gãy. Và khi mà đội ngũ đứt gãy, khi mà chúng ta không lãnh đạo được họ, thì chắc chắn là họ sẽ rời bỏ. Và chúng ta biết rằng là có rất nhiều hệ thống khi mà họ lên đến cái danh hiệu là nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi, họ vẫn sẵn sàng họ bỏ chúng ta, bởi vì là cái khả năng lãnh đạo của chúng ta không có. Họ bảo là tôi đi với ông này mà ông chẳng có kiến thức gì để ông dẫn dắt tôi cả, đúng không? Cái giai đoạn này thật sự là mỗi cái giai đoạn thì nó đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng, và chúng ta đang xác định là chúng ta đang ở cái giai đoạn nào thì chúng ta hãy thật sự là nhìn thẳng vào cái điểm yếu của chúng ta và chúng ta làm sao vượt qua cái điểm yếu đấy chúng ta càng nhanh càng tốt thì chúng ta mới được đi đến cái giai đoạn tiếp theo. Và tiếp theo đó là giai đoạn có kết quả. Lúc đấy là chúng ta đã có kết quả thật sự rồi đấy ạ. Và chúng ta có tự do đúng nghĩa, chúng ta tự do về tài chính, chúng ta tự do về thời gian. Và lúc đó thì chúng ta có dòng tiền để đầu tư an toàn. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là thu nhập thụ động. Thì lúc đấy là khi mà chúng ta có đã dòng tiền thu nhập thụ động, anh chị biết rằng là khi mà chúng ta có dòng tiền thì chúng ta phải luôn làm cho dòng tiền nó quay vòng. Chúng ta phải luôn cái vận hành dòng tiền để tiền đẻ ra tiền, đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo có một cái lời nguyên thứ ba là chúng ta đừng bao giờ đầu tư vào những lĩnh vực mà chúng ta không có tiền. Cũng giống như Nam nói lúc đầu là tiền nó chỉ đến những nơi chúng ta có kiến thức thôi, không có cái gì chúng ta kiếm tiền dễ dàng cả. Chúng ta đều phải học, đúng không ạ? Chúng ta phải đều phải học. Chúng ta biết rằng là chúng ta phải học 4 năm đại học, chúng ta ra trường chúng ta mới có một cái công việc làm công ăn lương 5 triệu. Huống chi ở đây chúng ta muốn có thu nhập là 30 triệu, 40 triệu và thậm chí là hơn thế nữa, bắt buộc chúng ta phải học thôi. Không có cái gì chúng ta không học, không có tiền cả. Và điều thứ tư đó là nếu mà chúng ta muốn đầu tư vào bất kỳ một cái lĩnh vực gì thì chúng ta hãy đi tìm gặp chuyên gia tư vấn để họ có thể tư vấn cho chúng ta là những cái lĩnh vực nào mà chúng ta nên đầu tư tiền vào. Rồi, vậy thì sau khi mà em Nam chia sẻ về cái 4 cái giai đoạn thì bây giờ em Nam sẽ dành thời gian cho mọi người để mọi người có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình hoặc là cái kinh nghiệm của mình. Mọi người đang ở trong giai đoạn 1, 2, 3, 4 và đang ở kiểu người số mấy thì chúng ta có thể bật mic chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta còn 3 phút để kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay thì kính mong anh chị em nhanh bật mic, nhanh tay bật mic để có thể làm sao nhỉ? Nhanh chóng chia sẻ, đúng không ạ? Rồi em đang bật mic rồi đó, mọi người có thể bật mic chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta thành thật với bản thân mình một chút đi, để làm sao mà qua cái buổi Zoom này thì em đang mong muốn là chúng ta phải nhìn thật là mình đang ở cái giai đoạn nào. Rồi ạ, xin mời tôi ạ. Ai bật mic? Rồi ạ, xin mời Mỹ Hoan ạ, chị Mỹ Hoan ạ.
Cảm ơn bạn Nam. Hôm nay buổi chia sẻ vô cùng là tuyệt vời luôn, và Hoan học được rất là nhiều các bạn từ bạn Nam. Thật sự là bạn Nam là một người rất là trẻ tuổi nhưng mà có cái kiến thức vô cùng là uyên bác, và Hoan nghĩ rằng là mình vẫn còn nhiều điều mà phải học hỏi rất là nhiều với bạn ấy. Thì Hoan cũng chia sẻ một chút là trước đây thì Hoan cũng làm một cái công việc làm công ăn lương, và khi mà bắt đầu biết đến ngành kinh doanh mạng như thế này thì giống như cái giai đoạn đầu tiên á, mình rất là hưng phấn, có nghĩa là mình đi mình chia sẻ cho rất là nhiều người. Lúc đó thì cũng không có kiến thức, không có kỹ năng, và khi mà mình chia sẻ, nhất là đầu tiên là bao giờ sẽ làm cái danh sách người quen thì sẽ chia sẻ với người thân, đúng không ạ? Thì mình cũng mang về chia sẻ cho bố mẹ mình, anh chị em mình, và đầu tiên là gia đình nhà mình đã phản đối kịch liệt luôn. Có nghĩa là mọi người nói là mày bắt đầu mày đi theo đa cấp thì mày thế nào mày cũng bán cả nhà của mày đi, và ai cũng phản đối. Và mọi người đều nói là mày lừa được ai mà mày làm cái công việc này mà mày đòi làm, và cả nhà phản đối, không ai sử dụng sản phẩm một chút nào hết. Mà mỗi một lần mà về nhà là ai mà ô cái con đa cấp nó lại về, và mọi người phản đối kinh khủng khiếp. Và lúc đó thì mình tụt năng lượng, nhưng mà rất là may là cái người bảo trợ của mình luôn luôn sát sao và cùng với mình. Thì khi mà mình về đến và bắt đầu là cái giai đoạn mà mình phải vượt qua nó đấy, thì mình rất cảm thấy là lúc đó là cái năng lượng của mình xuống tận cùng rồi, và mình nghĩ là ô thế liệu mình có làm được không. Nhưng bởi vì là chính vì gia đình mình phản đối nhiều quá, mà với cái tính cách của mình là hiếu thắng, thì mình nghĩ là nếu như mà mình mà đồng ý với ý kiến của gia đình ấy, là mình không làm được công việc này, mình từ bỏ, thì mình là người thua cuộc. Thì ra mình sẽ quay lại và nói là đây, tao bảo mày rồi, tao bảo mày là đi làm công ăn lương đi, lại cứ đi theo cái công việc đa cấp này. Thì lúc đó thì mọi người sẽ không tiếng nói của mình là không có giá trị nữa, và mình lại quyết tâm là mình làm. Và mình làm, mà khi bắt đầu là mình học thì đúng là khi mà mình làm theo cái ngành kinh doanh mạng này thì mình phải đi vào các cái sự kiện, và giống như là Siberia thì mình phải vào các buổi Zoom. Thì khi mà mình vào các buổi Zoom đó, đầu tiên là mình sẽ có mình kiến thức, cái thứ hai là mình sẽ có cái người đồng cảm, có nghĩa là ồ hóa ra là tất cả mọi người, rất là nhiều người cũng giống như mình thôi, chứ không phải là chỉ có mỗi mình gặp khó khăn cả. Ai cũng vào cái công việc này thì cái việc đầu tiên là cũng sẽ gặp những cái cản trở, những cái rào cản giống như mình. Thế và đó là mình nhìn lấy cái đấy để mình làm động lực. Và khi mà mình mới bắt đầu cái giai đoạn đầu tiên thì mình không có kiến thức, và chính vì vậy mình không có kiến thức mình đi chia sẻ thì mình sẽ mất tự tin, và mình sẽ không có khách hàng, và mình sẽ không có thu nhập. Cái điều đó là cái mà cảm thấy là khó khăn nhất. Khi mà mình không có thu nhập ấy, thì mình vẫn phải sống, mà mình vẫn phải trang trải cuộc sống trong của gia đình nhà mình, và đồng thời là ví dụ như mình ăn thêm cả sản phẩm nữa. Cái công việc trước của mình thì cái sản phẩm nó rất là đắt, nên kéo theo đó là cái thu nhập của mình nó rất là khó khăn, và mình luôn luôn là mong muốn là có cái thu nhập. Chính vì vậy mà nhiều lúc mà mình cũng nghĩ là mình bỏ cuộc, thật sự là mình nghĩ bỏ cuộc. Nhưng mà khi mà đi vào đây được các anh chị chia sẻ và được học những cái bài học ấy, thì mình nghĩ rằng là giai đoạn 1 đến 3 năm là giai đoạn khó khăn nhất, và mình phải vượt qua nó được. Nếu như mình vượt qua nó được thì mình mới thành công được. Và mình, cái thứ hai là mình phải nâng cao kiến thức và kỹ năng thì mình mới làm được. Còn nếu như mà mình không vượt qua được nó thì mình sẽ là người thua cuộc và mình bỏ cuộc. Và rất là nhiều các bạn đã không vượt qua được cái giai đoạn 1 đến 3 năm này. Cái giai đoạn này là cực kỳ khó khăn. Và cái ngành này thật ra là nếu mà mình nghe các anh chị nói thì nó sẽ rất là dễ dàng khi mọi người có cái thu nhập rất là tốt. Nhưng mà cái ngành này Hoan nghĩ là nó là một ngành đào thải rất là mạnh mẽ, bởi vì là rất là nhiều người khi mà vào đây rồi người ta đã bỏ cuộc rồi, bởi vì thật sự là quá khó khăn. Và mình phải kiên trì và mình phải học với nó, học rồi làm rồi hành. Và nhất là cái việc mà nhận được nhiều cái sự từ chối ấy, thì mình cũng đã từng làm 3 năm trước với công việc kinh doanh theo mạng của cũ, thì mình đã gặp rất là nhiều từ chối, rất nhiều khó khăn rồi. Nên là khi mà mình sang cái công việc này, mình rất tin vào nghề của mình, tin vào ngành của mình, tin vào cái người hướng dẫn của mình, tin vào người bảo trợ của mình. Và khi mà mình tin á thì mình mới làm được. Còn nếu như mình không tin thì mình không bao giờ mình làm được. Đầu tiên là cái việc mà mình tin sản phẩm thì mình mới sử dụng được đúng đủ đều. Còn nếu như mình là một cái thành viên mà hôm nay mình sử dụng, mai mình không sử dụng, ngày kia mình sử dụng, nó không có kết quả, thì bản thân mình cái sản phẩm mình đã không tin rồi, mình không thể nào làm được. Chính vì vậy mà mình phải, đầu tiên là mình sẽ sử dụng sản phẩm rất là đúng đủ đều. Cái thứ hai là người bảo trợ của mình hay là người tuyến trên của mình bảo mình đi đâu, làm gì, vào đâu, gặp ai là mình phải nghiêm túc, thì chắc chắn là mình sẽ thành công. Và Hoan tin là khi mà Hoan làm với Siberia này, Hoan cũng sẽ thành công, Hoan sẽ có vượt được các cái nấc thang của Siberia. Em xin hết ạ. Rồi ạ, bao nhiêu trong số anh các chị thấy là cái sự chia sẻ của chị Hoan vô cùng là năng lượng, thì có thể giương ngón tay cái được không ạ? Mọi chúng ta thấy rằng là chị Hoan đúng không ạ? Một người chia sẻ vô cùng năng lượng, và chúng ta vẫn nói với nhau là đa cấp là đẳng cấp đúng không?
cấp là đẳng cấp, và sau này chúng ta nói đấy, đấy ngày xưa ta bảo mày đi làm đa cấp mày không làm, cứ đi làm công ăn lương làm gì, đúng không ạ? Chúng ta vẫn hay kêu nói với đúng là sau này những cái người mà đã phản đối chúng ta thì bảo, đấy ngày xưa bảo đi làm đa cấp mà không làm thì cứ đi làm việc làm công ăn lương làm gì, đúng không ạ? Thôi ạ, xin một người bật mic chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta còn hai cái sự chia sẻ nữa rồi chúng ta sẽ đến cái hồi nhảy Zumba. Mọi người tận dụng lúc mà chúng ta được lên sân khấu để chúng ta chia sẻ năng lượng như chị Hoa rồi đó. Nam Nam vẫn bật mic cho mọi người thể chia sẻ được không? Tôi Thúy Hồng ạ. Rồi, xin mời chị Thúy Hồng ạ. Xin kính chào thủ lĩnh quốc tế Huynh Phương. Xin kính chào Leader Lam. Xin chào tất cả các cô chú anh chị em trên Zoom. Thì hôm nay cái tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thúy Hồng, năm nay tôi 45 tuổi. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì hôm nay cái chủ đề hôm nay rất là hay. Và tôi cũng thấy là mình cũng ở trong các cái giai đoạn. Ví dụ như là tôi đang ở kiểu người thứ hai, thế nó không hẳn như là thế, nhưng mà tôi cũng nhận thấy là mình đang ở trong bóng sáng của cái người thứ hai và trong cái giai đoạn thứ hai. Thì cũng như là phát biểu của tất cả các anh chị em trong Zoom thì tôi thấy cũng thấy rất là đúng. Và khi mà tôi đến với Sibri thì tôi cũng như là một tờ giấy trắng, và tôi cũng thật ra thì với công việc Sibri thì trước khi tôi đến thì tôi là một người quản lý trong một đơn vị nhà nước và một người làm công ăn lương. Thì cái công việc thì nó rất là ổn định và nó hầu như là cái sự gò bó về không gian thời gian. Thế nhưng mà tôi cũng trong cái con người tôi thì tôi cũng luôn có một cái khát khao là mình cũng phải đi tìm một cái cơ hội nào đấy mà nó thay đổi cái cuộc sống của mình. Thế nhưng mà đúng là tôi cũng có cái sự, tức là mình cũng có cái trong mình, tức là vẫn có một cái sự hèn và một cái sự nó như kiểu tự ti. Tức là mình cứ ổn định trong vòng hơn 20 năm rồi. Thế và đúng cái đợt dịch Covid thì công việc của tôi thì nó cũng ít hơn. Thế và tôi lúc đấy trong tôi bắt đầu tự nhiên tôi thấy khao khát là mình phải đi tìm một cái cơ hội. Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ là tôi chỉ kiếm một cái công việc làm thêm, tức là một cái việc mà bán hàng. Thế là tôi cũng nói với em gái tôi là tìm cho chị một cái công việc bán hàng để mình tăng thêm cái thu nhập. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ thế. Thế và tôi cũng đây là cái công việc này tôi cũng chủ động đi tìm. Thế và tôi cũng được một người em giới thiệu, thì em cũng nói là chị đi bán hàng thì thế chị, thì tôi cũng nói là thế em bán hàng gì. Thế bà là cái sản phẩm của Nga, của Siberia. Thế bà là nếu mà trước khi mà chị muốn bán thì chị phải trải nghiệm vào. Đúng rồi, đương nhiên là chị phải trải nghiệm. Thế và tôi cũng chỉ nghĩ là thuần tí vào đây chỉ để bán hàng. Thế nhưng mà khi mà tôi do vào cái môi trường tôi được học tập và rèn luyện thì đúng là tôi thấy tôi nhận được rất là nhiều cái giá trị ở đây. Nó không chỉ là cái việc, tôi nghĩ rằng cái việc mà không phải là cái bán hàng ở đây, mà đúng là tôi nhận được cái giá trị. Thứ nhất là về các cái sức khỏe của tôi này, tôi biết chăm sóc sức khỏe chủ động. Thế và đặc biệt là cái việc mà thanh lọc cơ thể. Tôi trước đây tôi chưa hề biết cái thanh lọc. Thế và khi tôi vào đây thì tôi được học hỏi và học tập những anh em, những bạn bè đồng nghiệp và những leader ở đây, thì tôi cũng đã có những kiến thức về chăm sóc sức khỏe này. Thế rồi đặc biệt là tôi cũng thấy phát triển bản thân mỗi ngày. Thế và cái tôi thấy là tôi thấy tiến bộ hơn và tôi thấy mình cởi mở hơn. Và đặc biệt là tôi cũng có nhiều cái mối quan hệ hơn. Tôi thấy là và cái mà tôi cũng giúp đỡ được rất là nhiều người, cũng chia sẻ những cái cơ hội tốt này cho mọi người. Và đặc biệt là tôi thấy ở đây cái môi trường ở đây rất là tuyệt vời. Tôi thấy không có cái nơi nào mà có cái môi trường như này, bởi vì tôi cũng đã từng được học rất là nhiều về các cái trong các cái môi trường mà đào tạo của nhà nước. Thì tôi thấy là cái chúng tôi thì chỉ học hỏi về cái chuyên môn, tức là chỉ được học những trang bị những cái kiến thức chuyên môn để làm việc, chứ không có cái việc mà phát triển bản thân. Thế nhưng mà khi mà tôi được soi vào cái môi trường này thì tôi thấy thực sự là cái môi trường này nó quá tuyệt vời về các leader, đặc biệt là những leader các anh chị như từ Bắc Minh tôi rất là ngưỡng mộ, hoặc là thủ lĩnh Trương Huy Cường, hoặc là đến như cái ngôi nhà Happy Group là anh chị Hinh Phương, là những người mà tôi thấy rất là khâm phục, bởi vì tôi thấy rất là ngưỡng mộ anh chị. Anh chị không những là những người mà giàu có, mà anh chị là những người mà sống có lối sống rất là lành mạnh, hạnh phúc và luôn chia sẻ những cái mọi những cái rất là tốt đẹp và luôn giúp đỡ mọi người để cùng phát triển. Mặc dù là chúng tôi thì cũng ở những cái mức độ cũng là những con người cũng mình cũng chưa có những cái phát triển nhiều, nhưng mà anh chị luôn luôn là có những cái sự động viên, sự khích lệ tất cả mọi người, anh chị em, từ những người mới, từ những người cũ, những người mà chưa có thành quả, thì anh chị cũng đều rất là có những cái sự giúp đỡ và cái sự dìu dắt động viên.
Thì tôi thấy ở đây và cái sự và cái đồng nghiệp ở đây, tôi thấy là tất cả anh chị em, mặc dù là chúng ta chỉ học gặp nhau, chưa gặp nhau nhiều ở ngoài, nhưng mà ở trên Zoom thì tôi thấy là rất là thân thiết, như là những người anh người chị em thân thiết ở trong nhà, hoặc là những cái tôi thấy là rằng cái môi trường rất là tuyệt vời. Thế và cái việc học đây thì tôi nghĩ là với cái con đường Siberia thì tôi thấy là tôi đến hiện nay thì tôi chắc chắn rằng là mình thành công ở đây. Và chỉ có cái là mình phải học tập, mình phải rèn luyện nhiều hơn và mình phải hành động mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi cũng đã nhận ra cái con đường ở đây và tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ phải mạnh mẽ hơn để mình bứt phá, mà mình sẽ chinh phục những cái nấc thang tiếp theo. Thì tôi cũng rất là mong muốn là tất cả các bạn, anh chị em ở trong Zoom này, khi mà các bạn mới là những người mới biết đến cái cơ hội này, thì các bạn cũng ngay lập tức hãy nghiêm túc tìm hiểu và nghiêm túc dấn thân vào cái con đường này, bởi vì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Tại vì như chúng ta thấy là cái thời buổi Covid này thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái cơ hội mà cái công việc làm thì nó cũng rất là ít, mà đặc biệt là cái cơ hội để mình có được những cái thứ như tất cả anh chị phân tích ấy, thì tôi thấy đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Thứ nhất là nó cái thời. Rồi, em cảm ơn sự chia sẻ tuyệt vời của chị Hồng. Bởi vì là thời lượng chúng ta cũng không cho phép, thế nên là chúng ta sẽ tạm thời dừng chia sẻ ở đây. Vậy thì sau khi mà nghe chia sẻ của tất cả các mọi người đúng không ạ, chúng ta hãy nhanh chóng cho mình là chúng ta xác định xem chúng ta đang ở kiểu người số mấy, và chúng ta đang ở giai đoạn số mấy, và chúng ta hãy thật sự vượt qua cái giai đoạn đấy càng nhanh càng tốt. Và đặc biệt là những ai đang ở trong cái giai đoạn khó khăn thì chúng ta hãy vượt qua cái giai đoạn đấy càng nhanh càng tốt. Và để kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em Nam có thể tặng cho mọi người một câu mà em Nam đã comment sẵn ở cái phần comment, mình có thể đọc ạ. Trong một thế giới thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm. Và chúng với những cái người mà những người mới ạ, khi mà biết đến cái cơ hội CB này thì chúng ta cứ làm đi đó. Cứ làm. Và nếu khi chúng ta thấy là chúng ta không được ở đâu thì chúng ta lại quay lại chúng ta sửa. Cứ làm. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta sai ở đâu và chúng ta thiếu sót cái gì. Vậy thì trong một cái thế giới mà họ đang thay đổi rất là nhanh chóng ạ, mọi thứ vẫn thay đổi, chỉ có chúng ta là không thay đổi thôi, đúng không ạ? Vậy thì nếu chúng ta muốn có kết quả thì chắc chắn chúng ta phải thay đổi và chúng ta phải mạo hiểm với tất cả những cái cơ hội mà được đưa đến với chúng ta. Bởi vì khi mạo hiểm rồi thì chúng ta mới biết cơ hội nào thực sự là cơ hội tốt và cơ hội nào là không tốt. Và ở đây thì đặc biệt Nam muốn nói đến là cơ hội series. Và ở đây thì có rất nhiều anh chị em mới, thì khi mà được vào cái Zoom này, được cái người hướng dẫn của mình chia sẻ về cơ hội series, thì chúng ta hãy nắm bắt cơ hội này thật nhanh và hãy ra quyết định là chúng ta hợp tác cùng phát triển thôi ạ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian cho cái buổi Zoom sáng nay để có thể chia sẻ, và chúc một mọi người có một cái tuần mới làm việc thật là nhiều hiệu quả, và chúc chúng ta có thể xuyên đích, và Nam hy vọng rằng là có thể gặp mọi người ở các Zoom tiếp theo. Vậy thì sau bây giờ thì